nha. Anh cũng lôi nó ra thôi chứ không có gì hết. Mà Rồi, nó có ở chọn trong cái máy của em rồi à? chọn KW. Em có rồi, em chọn KW là không còn phải 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 nữa ha. Rồi chọn nó cái, giờ bắt đầu bấm short sale tiếng Anh nha, đừng nói tiếng Trung. Nó có hai phần mềm, một phần mềm tiếng Anh, một phần mềm tiếng Trung. Đây. Rồi, được chưa? Được chưa? Đây là open file. Mình muốn cần mở mẫu gì? Thôi để cho nó nhỏ lại, cái người ta mở hai phần mềm mở cho nó nhìn nó dễ hơn. Phóng to thu nhỏ nằm đâu ta? Lập trình này là chỉnh sửa trên máy vi tính nha. Nè, em có file đọc cái này sơ đi ha. Em gửi rồi. Vì luôn luôn tự tích vào đông separate and remove overlap on file. Thì cái này là khổ máy này, chọn khổ máy đời máy ha. Rồi bắt đầu open file mở mẫu. Chưa? Được ha? Được chưa? Làm đây thôi nha, làm từng đoạn một. Được rồi. Được rồi. Đây. Đầu tiên này. Luôn luôn tích vào đông separate này, tích vào đây, remove overlap, thấy chưa, luôn luôn tích vào đây, thấy chưa? Rồi set table size nghĩa là chọn khổ máy, đây là 1m4 mới cả 90 900 á, thấy chưa, bấm ok, chưa rồi bắt đầu bấm này lên đẹp, thấy chưa, khổ này. Rồi bắt đầu mình open file mẫu, mẫu của nó nhận được đuôi là bnt nha. Rồi xong rồi anh lại là anh lại vào đây nè, à open file, mở cái file ra là bnt, em chọn bnt chỗ này. Được rồi, bnt rồi, open trong trên desktop mình có này, trên máy này. Rồi chọn cái mẫu mình vừa mở này, đây này, bnt này, thấy không, cái mẫu là người ta gửi cho mình nhá. Rồi cái tỷ lệ này kệ nó đi ha. Đây, cái mẫu người ta gửi cho mình này, thấy không? Rồi xong chưa, đây là ôn file mở xong rồi này, xong rồi lại về đây thì em học thế. Em trang layer là dùng dập cửa sổ chèn chi tiết, dập cửa sổ nó nghĩa sao, nghĩa là máy dừng, máy đến đây dừng xong nhảy ở đây lại là máy tiếp, và nó máy cửa sổ. Đây trang này là dập cửa sổ, ví dụ em muốn là new layer, ở đây nó có hai, cái này nó sẽ hai đường, nó sẽ hai layer này, layer 1 layer 2. Hoặc mình xóa cái layer đi. Chuyển về layer 1 luôn cũng được nữa. Cái nào là một layer. Thấy chưa? Hiểu trang layer chưa? Trang layer là giống như là mình chọn hai layer. Anh nói ví dụ như cái hình này thì nó có hình như này, một cái màn hình vuông trước này, xong ở trong có ba hình tròn này, thấy chưa? Ví dụ như mình tạo hai layer đúng không? Thì nó sẽ chạy là một layer này trước này. Xong. Ngưng. Xong một layer 2 nó sẽ chạy sang layer 1 này này, hiểu không? Được chưa? Thì đây nó có số thứ tự này. Ở đây nó không phải đâu. Ở đây bản chất là nó có mấy đường lượng này. Ở đây có số 1 này, số 2 này, số 3, số 4, số 5 này. Yeah. Nhưng mà mình không cần, giờ mình bỏ. Không? Hiện tại như cái mẫu này người ta muốn là người ta bỏ cái đường này đi. Thì giờ bấm nó reset, delete nó đi. Chọn nó cái, bấm delete. À, đây nó có một đường nữa này, delete đi. Không? Hiện tại nãy giờ người ta chỉ cần may ba cái đường này thôi. Hiểu chưa? Chẳng hề ơn là ít khi sử dụng.
Rồi bắt đầu đến sáp lâu đúng không? Sáp lâu là copy đường may đang chọn. Ví dụ anh chọn một cái mẫu này ha. Anh bấm sáp lâu. Rồi nó sẽ hỏi là mình là ra bao nhiêu. Ra là 10 đi, 100 đi. Rồi, anh sẽ bấm ok này, sẽ ra này. Nó ra một cái hình giống y như vậy. Copy một hình như vậy. Bởi vậy cái này để làm gì? Mẹ nó. Alo. Rồi. Ví dụ như cái hình này mà nó chồng lên như này, em muốn nhích ra là nhích bao nhiêu mili ấy, em nhích ở đây cũng được. Nhích 10 mili này, đây nhích 10 mili. Anh nói anh bấm này, anh bấm nhích ở đây cái là 10 mili này. Thấy không? Em thấy nó nhích chưa? Mỗi lần nhích 10 mili, thấy không? Thấy chưa? Hiểu chưa? Muốn nhích bao nhiêu mili mình đánh vào đây. Thấy chưa? Mình muốn bấm lên bấm xuống tùy mình. Alo. Thì bây giờ có một đường thẳng nó em copy 10 đường thẳng cũng được. Hiểu nhá. Copy vào 10 đường thẳng rồi mình giải đại ra. Ừ. Không phải, nó sẽ hỏi mình. Nó sẽ hỏi mình. Mẹ nó đéo có phần mềm nào. Nghĩa là nó sẽ hỏi mình ví dụ như là cái này cách bao nhiêu này. Cái này cách bao nhiêu, ví dụ mình bấm này, mình chọn nó ha. Mình bấm sáp lâu ha. Giờ mình ví dụ như là mình muốn x là ngang ha, y là rộng. Thì bây giờ mình cho nó là 100 luôn ha. Thì là 1000. Rồi, ok, các tự nhiên nó ra một hình nữa này. Thấy chưa? Là cái hình này với hình này giống nhau. Nhưng mà x nó sang này, y nó xuống này. Còn giờ em muốn cái này nó song song đúng không? Thì em phải bấm về đây, bấm chuyển về đây. Bấm chuyển về bao nhiêu lần? Một lần là 10 đó. Hiểu không? Đấy là mình copy một cái đường. Ví dụ như là có một cái mẫu nó chỉ có một đường thôi, nhưng mà giờ nó bảo may 10 cái đường giống như vậy. Giờ anh 10 đường giống như vậy, nhưng mà mình copy 10 đường, bắt đầu mình tí mình cắt, mình gọt, mình gì tùy mình gọt. Hiểu không? Rồi, sẽ xóa đi. Hiểu cái thằng cái đi mạnh rồi. Cần tôi ghét. Được rồi. Trở lại đâu rồi? Opac trở lại. Hiểu chưa? Xong cái tiếp ha. Là đến sắp lâu đúng không? Layer sắp lâu. Rồi, đến mop chỉnh sửa và cắt xếp đường may. Rồi, con vào đây chỉnh sửa. Chưa đến cái này nha. Chưa đến cái shape of red ha. Mop. Thứ nhất là chọn hết, bấm add. Ha, hoặc là xóa hết. Thì bấm này ha. Được chưa? Reset show. Mẫu ốp này là nó gồm có này. Trong mẫu ốp là chỉnh sửa sắp xếp đường may. Nó tên của nó như vậy. Add select là chọn tất cả đường may. Delete select là anh vừa chọn là xóa đường may. Unisap là left hand 2mm là nó cắt được, dùng để nối đường may đứt. Không? Đây, từng phần một. Unifest đây. Vào mẫu ốp. Chọn mẫu ốp. Đây, cái này là nối đường may. Nó bảo left hand 2mm này. Có đây là 1 2 3 này, cái này cái thứ tư này, có thể là ví dụ như là ở đây nó một đường tròn như này nhưng mà nó là hai đường, thì mình có thể nếu mà gần nhau 2 mm thì nối vào nhau được. Chưa? Tọa độ xoay rod on rod này, rod xoay hình đây, rod on rod là xoay.
21 đấy. Cái này là xoay hình. Khi mình chọn một hình này ha, rồi mình bấm xoay này. À, nó bảo xoay mình mà xoay bao nhiêu này? 90 độ. Gắt rồi, tức cái đầu mà trên dưới. Alo. Quay đầu mày cho độ x nhích nhích x là y ok rồi trên dưới trái phải cái này là chọn được ấy rồi chọn thủ công rồi cái này là may xuống x này x lên trên xuống dưới y là xuống dưới còn cái này là đổi đầu may mũi tên nó quay đầu ngược lại gần may còn đây là may từ trên xuống dưới nghĩa là cái này á, là may này may từ trên xuống dưới cái nào bên trên thì nó sẽ may trên từ trên xuống dưới từ trên may trên xuống dưới này trên xuống trước này đây là may từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ trái qua phải qua trái bây giờ may từ phải qua trái trên xuống dưới trái trái ha Alo. 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 Em nghe. Ừ, rảnh không? Cho anh bé đấy. Quên mất. Máy bị gì anh Quân nhỉ? Máy bị mà không may điểm lắm á. Để có gì để em có gì em sắp xếp cho nhá. Mai đi. Ừ. Thì bây giờ là mai nhưng mà máy nó đang nằm ở đâu máy đang nằm ở đâu nằm ở phòng 1 sân xe mà nhưng mà của người ta thuê hay là sao